đúng không? Có hai cái phương pháp, hai cái định hướng thống kê đấy, mình có thống kê mô tả và thống kê suy luận. Thế thì mình có hai cái loại biến số là biến định lượng và biến định tính. Thế thì mình sẽ gom hai cái đấy với nhau thì mình sẽ có bốn thứ. Em đang gặp vấn đề với t-test, trong trường hợp này AI có hỗ trợ gì không? Câu hỏi rất là chung chung nhé. T-test nhá, thì em cách để em làm ấy thì em lên YouTube này. Phương đang học lớp phân tích số liệu đúng không? Đấy. Thì em lên đây nhá, em đánh chữ là gì nhỉ? Em đánh chữ là T-test nhá, T-test này. Vũ Duy Kiên này. Đấy, T-test Vũ Duy Kiên nhá. Đấy. Đây, video này này. Xem video này chị em ơi. Đấy, test T hai nhóm độc lập, hai nhóm ghép cặp. Từ khóa là T-test nhá, Vũ Duy Kiên nhá. T-test Vũ Duy Kiên nhá. Rồi, T-test Vũ Duy Kiên để lấy tìm nhá. Thế còn lại thì cứ bình tĩnh. Cái việc bấm máy nó không quan trọng bằng cái việc là chúng ta thực sự chúng ta hiểu được nó và chúng ta biết cách để chúng ta trình bày và chúng ta phiên giải kết quả được nó, đúng không? Hôm vừa rồi học cái lớp học buổi 2 đã thấy hay chưa, đúng không? Buổi 2 có thấy hay không? Học buổi 2 xong thấy hay không? Đấy, thì cái lớp mà hiện nay tôi đang có cái lớp về phân tích số liệu, thì cái lớp phân tích số liệu đấy thì đã học đến buổi số 2 rồi. Nếu nếu mà bạn nào mà muốn thì vẫn có thể theo được, bởi vì buổi 2 thì mới sang đến buổi 2 thì mới xong được về thống kê mô tả thôi. Và tôi có video để tôi gửi lại cho các bạn. Đấy, ngày hôm nay thì cũng có mấy bạn cũng đăng ký học. Và hai nữa là trong trường hợp mà chúng ta vẫn chưa chắc ấy thì đến khóa sau tôi lại cho học lại miễn phí. Cho nên không quá băn khoăn, và đến cái buổi sang buổi số 3 là tôi sẽ hướng dẫn các bạn sang cái phần gọi là thống kê suy luận rồi. Thống kê suy luận là chúng ta sẽ khởi đầu với khoảng tin cậy 95% này, rồi liên quan đến các cái kiểm định, tức là các cái test thống kê đấy, liên quan đến P đấy, giá trị P đấy, đúng không? Các cái test thống kê này, T độc lập này, T ghép cặp này, rồi thì ANOVA này, rồi thì Wincosong các thứ này, đúng không? Rồi thì gì khi bình phương, rồi Fisher exact test đấy, các thứ đấy. Thế thì nếu mà giả sử như các bạn nào mà chưa có điều kiện để học các cái lớp của tôi ấy, thì có thể lên trên này có thể tìm các cái đánh cái tên cái test đấy. Ví dụ như các bạn muốn là test khi bình phương nhé, thì đánh chữ là khi bình phương này. Khi bình phương Vũ Duy Kiên. Đấy thì các bạn có thể tìm thấy các cái video đấy tôi đã hướng dẫn ở trên này rồi. Rồi thì giả sử như các bạn muốn lựa chọn các cái test này, chúng ta không biết cách lựa chọn các cái test thống kê như thế nào, thì các bạn có thể vào lên trên này, các bạn đánh chữ là lựa chọn test thống kê phù hợp. Đấy, Vũ Duy Kiên. Đấy. Lựa chọn test thống kê phù hợp Vũ Duy Kiên thì các bạn xem các video này nhé. Thì trong này tôi có nói về cái định hướng để làm sao chúng ta có thể lựa chọn được cho mình cái test thống kê phù hợp. Thì cái nguyên tắc để chúng ta có thể lựa chọn được test thống kê phù hợp là chúng ta sẽ dựa vào cái phân loại của biến số, tức là mình phân loại biến số theo bản chất ấy, thì chủ yếu là mình sẽ dựa vào là cái biến của mình là biến định lượng hay biến định tính này. Đấy, và chúng ta có hai cái cách thống kê, đó là cái thống kê mô tả và cái thứ hai là thống kê suy luận, đúng không? Có hai cái phương pháp, hai cái định hướng thống kê đấy, thì mình có thống kê mô tả và thống kê suy luận. Thế thì mình có hai cái loại biến số là biến định lượng và biến định tính. Thế thì mình sẽ gom hai cái đấy với nhau thì mình sẽ có bốn thứ. Mình sẽ có thống kê mô tả cho biến định lượng, mình có thống kê mô tả cho biến định tính, chúng ta có thống kê suy luận cho biến định lượng và thống kê suy luận cho biến định tính. Và với từng cái loại đó thì mình sẽ tiếp tục mình bóc tách tiếp, đúng không, để mình định hướng tiếp đấy, với từng trường hợp cụ thể. Và cái quan trọng nhất là mình sẽ biết cách cái cốt lõi của nó không phải là chúng ta bấm máy. Đấy, không phải là chúng ta chọn vào cái menu nào mình bấm. Cái bấm đấy nó rất là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần mất một chút thời gian đây là mình cứ bấm bấm bấm, bởi vì tất cả thường nó sẽ nằm ở cùng một cái chỗ một. Đấy. Mình bấm ở đấy là nó ra thôi, mình đưa các biến số nó chạy ra thôi.
Cái quan trọng hơn đó là gì? Là khi mà nó chạy ra kết quả đấy, mình cần phải lựa chọn được ra các cái chỉ số đấy, sau đó mình đưa vào trong các bảng biểu và sau đó mình trình bày và mình viết được cái phần nhận xét, thì cái đấy mới là cái quan trọng. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.